Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi sẽ chế biến món ăn cơm trưa của chúng ta nha cả nhà. Thì giờ sáng nay tôi đi ra chợ, tôi mua hai con cá chạch và một con cá bông lau. Bây giờ tôi chuẩn bị kho để chúng ta có bữa cơm trưa rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ ý các bạn là muốn ăn cơm trưa với cá kho, canh cải hay là cá kho canh xoay mỡ. Nếu các bạn có bình luận xuống dưới thì tôi sẽ làm món cá kho theo ý của các bạn. Còn bây giờ thì tôi sẽ chế biến món ăn là cá kho canh xoay mỡ nha cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà hãy vào bếp cùng mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món ăn ngày hôm nay nha. Chủ nhật vui vẻ nha cả nhà. Bắt đầu tiến hành nha cả nhà. Đây là mâm cá tôi đã sơ chế xong cả nhà. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến hành cắt hành, ớt, gia vị để chúng ta kho đó cả nhà. Kho cá thì không thể thiếu hành cả nhà. Cay lắm nha cả nhà. Rất là cay đó. Cá kho tuyệt vời đấy cả nhà, nó đơn giản nhưng mà ta có bữa cơm rất ngon, không cần phải thịt nhiều, ra tiệm không cần, ta chỉ cần nấu ở nhà ta, cơm ngon, canh ngon, cá kho ngon là cả nhà ta vui hết đó cả nhà. Mình làm đầu bếp thì không bằng bà xã mình, nhưng mà từ hôm rày bà xã mình hơi lẩn quẩn rồi, cũng lớn tuổi rồi, nên mình giờ mình phải làm thôi. Bà xã mình quên trước quên sau rồi đó cả nhà. Đây không thể thiếu ớt cả nhà, không thể thiếu chút ớt cho ngon rồi. Gia vị đã đủ ở trong này hết rồi, giờ thêm phần nước mắm nữa thôi à. Ta sẽ bắt lên bếp đó cả nhà. Đây là nước mắm đệ nhị đó cả nhà. Nước mắm này cũng kho rất là ngon cả nhà. Rồi, cá ta đã ướp gia vị ngon rồi đó cả nhà.
Bây giờ ta sẽ bật lửa và bắt lên nha cả nhà. Mời cả nhà theo dõi nồi cá của mình nha. Giờ ta bắt nồi cá lên cả nhà. Kho cá thì ta để lửa từ từ thôi cả nhà. Đừng có để lửa nhanh quá. Nhanh quá nó không ngon. Rất là ngon, nghe mùi rất là thơm, hành tiêu bột ngọt đường đủ hết cả nhà. Tuần nào cũng vậy, mình rất là thích làm video để gửi đến cho cả tất cả anh em ở xa cũng như gần để cho tạo niềm quen biết và vui vẻ trong gia đình đó cả nhà. Tại như là video chưa có điều kiện xã giao tất cả những anh em ở dưới miền Tây phải đảm bảo vệ nguyên cái nhà cơ sở mầm non của bà xã. Cá đã sôi ngon rồi cả nhà. Mình không giờ nó bốc mùi lên rất là thơm. Cá diêu hồng, cá hú, kho tiêu với cá chạch. Bữa cơm này rất tuyệt vời đây. Đây là đĩa cá kho mình đã kho xong đây cả nhà. Rất ngon, rất hấp dẫn cả nhà. Không chê vào đâu được. Hôm nay ta sẽ có bữa cơm rất ngon với món cá kho này đi cả nhà ơi. Đây là tôm khô để chúng ta nấu canh phai mỡ đây cả nhà. Còn đây là phai mỡ tím mình mới vừa bào xong đây cả nhà. Cả nhà. Nấu canh phải tím, phải mỡ gì. Nếu mà không có ngò gai là không ngon đó cả nhà. Đây là phần ngò gai để mình nêm canh phải mỡ, phải tím đây cả nhà. Không thể thiếu khi nấu canh phải mỡ nha cả nhà. Ngò gai rất thơm, rất ngon nha cả nhà. Nước sôi, mình sẽ bỏ khoai tím vô cả nhà. Hiện tại nước sôi rồi cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị bỏ khoai tím vô đây. Hay phải kiếm đây. Canh phải kiếm mình phải nấu cho nó thật là chín thì cái độ củ khoai nó mới ăn ngon nha cả nhà. Nếu mà các bạn nấu nước mà chưa tới ăn củ khoai không ngon gì hết. Nếu canh cũng ngon, bữa cơm mất ngon. Nấu cho thật chín đàng hoàng, sôi hai ba dạo nêm xong nhấc xuống thì nồi canh rất là tuyệt vời đó cả nhà. Hồi xưa lúc tôi còn ở trên Trị An đó cả nhà, ở trên đó thì là ở đất rừng cả nhà, trồng khoai tím này củ bự bự không cả nhà. Sao giờ về thành phố tôi mua tôi thấy củ chút chút không, mà người ta trồng cả năm đó cả nhà. Trên đó tôi trồng có mấy tháng thôi là củ rất là to, thành ra cái món mà canh khoai tím khoai mỡ khoai từ này là tôi là số một cả nhà. Nấu là số 1. Chờ mấy phút canh chín rồi cả nhà. Giờ mình chuẩn bị nêm rồi cả nhà. Đây gia vị mình đã làm sẵn đây cả nhà. Ngò gai, bột nêm, tiêu, muối. Bây giờ mình chuẩn bị thêm nêm nha.
Rất ngon cả nhà ơi. Cái này chỉ thua cua hoàng đế thôi chứ không có thua gì hết cả nhà. Cua hoàng đế quá mắc, mình mua không nổi. Nên tạm thời làm video mấy cái này cho nó vui nha cả nhà. Khi nào có tiền mình sẽ mua cua hoàng đế về làm cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, tôi đã làm món cá kho và canh phơi tím xong rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị chúng ta cơm nữa là chúng ta sẽ có bữa cơm ngon cả nhà. Và bây giờ video đến đây cũng đã dài rồi. Bây giờ xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn với tất cả mọi người video tiếp theo nha. Mình là sẽ làm những cái món khác đặc biệt hơn nha cả nhà. Hiện giờ thì mình chỉ làm được những cái món này, nó đơn giản nhưng mà nó đậm đà nha, nó rất là ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn video tiếp theo mình sẽ làm hay hơn. Các bạn nhớ theo dõi trên trang cộng đồng nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Mình sẽ giới thiệu trên trang cộng đồng nha cả nhà và Facebook nha, cả nhà nhớ xem nha.